Ăn nhanh lên đi rồi trả đi học. Hai cha con mà lúc nào cũng chậm chạp lê mê. Wow. お母さん、家に帰って、お母さんのおっぱいでも吸ってな。え？Bye.
mua. Vậy nha, mẹ đi rồi về liền ha. Về liền là bao lâu? Khoảng 30 phút nha. Mẹ nói thiệt không? Trước mắt thì khoảng trong vòng 1 tiếng mẹ sẽ quay lại. Con coi em giúp mẹ nha. Chúc mẹ mua được một bao quần áo giảm giá một nửa dài luôn nha. Một ngày của gia đình đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Cảm nhận một ngày của gia đình này như thế nào, hãy để lại comment bên dưới nha.